Mình muốn hỏi anh Mộc, 5 ngày đầu anh thuê giỏ đúng không? Dạ. Anh thuê người nào anh còn nhớ không? Dạ, nói chung là nhiều người. À, nhầm khi em thuê đi, em thuê mò sát mà không ai dám mò chứ. Không, mình tính đến cái chuyện thuê giỏ thôi, thuê giỏ. Em thuê giỏ nói chung cũng nhiều người, chứ không phải là một người. Dạ, là mỗi lần như vậy là mình có trả tiền cho người ta đầy đủ không? Dạ, trả tiền đầy đủ hết rồi. À, có những cái thông tin là những người anh thuê giỏ đó, họ lên cộng đồng mạng hay là họ đưa ra những cái thông tin đó là anh thuê người ta, nhưng mà thật sự người ta cho anh mượn chứ anh không phải thuê. Như vậy là đúng hay sai? Quỳnh Trung, dạ Quỳnh Trung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Quỳnh Trung cùng với lại những anh hổm gài cùng với lại Quỳnh Trung theo anh Mộc để mà hỗ trợ cho anh Mộc tìm con. Thì nguyên nhân vì sao mà hôm nay anh Mộc lại xuất hiện ở đây? Thì hai ngày trước anh em đã làm một cái video là kết thúc mọi chuyện để cho anh Mộc ảnh đi tự đi tìm con đó quý cô chú anh chị. Nhưng mà hôm qua nay thì xảy ra rất là nhiều chuyện. Đúng ra thì anh em cũng không có cái lên cái video này làm gì, nhưng mà anh Mộc phải cầu cứu tới hiện tại. Thì bây giờ là kêu bằng là mọi cái hướng đang dồn về anh, đúng không anh Mộc? Dạ dạ dạ. Rồi cho em hỏi thì hôm qua nay anh Mộc mình anh đi đâu? Dạ hôm qua nay thì em đi Bình Dương. Bình Dương? Dạ em đi, nhưng em không bỏ cuộc, nhưng em đi vẫn, em vẫn đi coi, là nói chung là thì người ta chỉ sao em đi vậy. Sao mà mình lên trên Bình Dương anh không? Dạ em đi là có một cái tâm linh nào đó chỉ dẫn em là lên Bình Dương để coi một người thầy. Đi coi thầy? Dạ dạ dạ. Trong khi cô chú anh chị mình đang nỗ lực để mà tìm con thì phía anh Mộc đi lên trên Bình Dương để xem thầy. Vì sao mà anh không có tham gia để mà cùng với cô chú anh chị mình để mà tìm kiếm con nữa? Dạ cũng nghe đồn là nói gì em gì ăn nhận tiền gì em cũng không biết nó, mà em nghe gì rồi hâm đánh em cũng, em cũng biết, em sợ là cũng như là sợ mít lòng tới anh em này kia, rồi em mới không ra để em nói đăng clip cuối là em không ra, nó tự em đi tìm. Dạ. Em sợ là những anh quay YouTube này kia đánh ra rồi anh phỏng vấn em, rồi em tình thiệt thì nói thiệt. Yeah. Mất công em trả lời thiệt thì kia rồi anh phỏng vấn em quay phim em đó. Yeah. Đã em trốn rồi, em không muốn là cho mọi người là quay những đoạn video và hoặc là phỏng vấn em này kia, em tự em đi tìm. Yeah. Đó em cũng có mượn giỏ đồ của bà con ở xóm đi tìm. Yeah. Sẵn đây thì Quỳnh Trung cũng chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình luôn, theo như mà video trước hôm bữa mà gặp ở nhà anh Mộc đó cũng có chia sẻ là cũng có trò chuyện với anh Mộc, là khuyên với anh Mộc là không nên xuất hiện ở trên cộng đồng mạng trên YouTube nữa. Thì cái đêm đó thì anh Mộc cũng có gửi qua cho Quỳnh Trung mấy cái video là đi tìm con ban đêm đó, nhưng mà thật ra thì đúng lẽ đó là Quỳnh Trung sẽ up trên cộng đồng mạng, nhưng mà đã nói rất là nhiều là sẽ ngưng, không có up về hình ảnh của anh Mộc nữa, để cho anh Mộc mà chuyên tâm đi tìm con. Và mấy hôm nay thì anh Mộc cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình đó là anh Mộc đi Bình Dương để mà xem thầy. Thì lên trên đó thầy nói sao anh Mộc? Dạ thầy nói là không tìm được nữa đâu con ơi, mặc đồ đỏ đồ vàng rồi, bị giấu xác luôn rồi. Tại vì bé Ngọc thầy một câu lúc quá trời đọc lúc ngay giờ linh. Dạ. Là thầy một câu là bà mà đánh tôi hoài á, tôi có chết đi mà chết sông chết suối đi, tôi cũng không cho bà tìm xác tôi được đâu. Thì thầy cũng muốn nói câu đó. Rồi giờ thì thôi, chỉ cầu cầu siêu cho bé thôi. Thì mua đồ. Anh có cầu siêu cho bé chưa? Dạ đã cầu rồi. Thì cầu rồi. Nói chung là mua đồ đạc này kia, đồ nhang đèn này kia, đồ trái cây đồ là cầu siêu rồi. Bên phía cơ quan chức năng thì cô chú có khuyên anh là tiếp tục tìm con không, hay là bên phía cơ quan chức năng người ta khuyên anh là dừng lại? Bên cơ quan chức năng á thì kêu á là đừng có tìm nữa. Thì bữa đầu là bé Ngọc té là bên cơ quan chức năng qua là mò giùm, mò có từ... hỗ trợ rồi đúng không? Có hỗ trợ mò giùm. Dạ.
Nghe thì Quỳnh Trung cũng nói rõ luôn cho quý cô chú anh chị mình được biết, để nhiều cái thông tin nó sai lệch rồi ảnh hưởng đến kêu bây giờ là ảnh hưởng tới pháp luật rồi đó. Nhiều cái thông tin nó sai lệch đăng lên trên cộng đồng mạng nói là bên phía cơ quan chức năng người ta bỏ bê, rồi các anh YouTube phải nhờ đến những cái hội thiện nguyện để mà giúp đỡ tìm bé. Nhưng mà tính tới thời điểm hôm nay là mấy ngày, 10 ngày đúng không? 9 ngày 10 đêm đây. Chín ngày mười đêm mà quý cô chú anh chị. Và bên phía cơ quan chức năng người ta cũng có hỗ trợ để mà tìm xác con anh Mọc nghe quý cô chú anh chị. Chứ để bây giờ nhiều cái thông tin đưa lên nói là bên phía cơ quan chức năng người ta không có, người ta bỏ bê luôn. Và nói những cái câu á, mình nghe mình rất là sốc luôn á. Tại vì á, không biết là bên cơ quan chức năng người ta có nghe hay không, chứ mà nói đầy tràn lan trên mạng, rồi hôm nay lại xảy ra những cái vụ việc nó đáng tiếc. Không, trong việc khi mà tìm kiếm con á, thì chưa có gặp, hiện tại là chưa có gặp bé nữa, nhưng mà xảy ra rất là nhiều chuyện rồi liên quan tới cái vụ từ thiện đồ này chia gồm gà, rồi anh Mộc ôm tiền từ thiện bỏ đi á quý cô chú anh chị đó. Thì cô chú người ta nói anh ôm tiền bỏ đi như vậy, anh có nghe cái thông tin đó chưa? Dạ có nghe rồi, mà em cũng đã lên bình luận là nói với anh chị là hiểu cho em. Em cũng có đi tìm bé nhưng mà em tìm trong lặng thinh. Nó là im lặng tự đi tìm, em không quay clip nào. Em cũng cảm ơn mọi mạnh thường quân đã hỗ trợ cho em trong bấy thời trong bao lâu thời gian qua nữa. Em cũng không cần, em cũng không là kêu gọi nữa. Chứ không phải là em không cần, em không kêu gọi nữa. Yeah. Em không kêu gọi mạnh thường quân là hỗ trợ cho em nữa, tự em đi tìm mới được. Yeah. Mà có mấy cô mạnh thường quân đó gửi lại và cũng kêu em á, thôi em nhận số tiền này đi, là bên mạnh thường quân là từ Hà Nội đến Malaysia và từ bên Mỹ. Cô chú bên nước ngoài. Dạ. Là có hỗ trợ cho em một mớ. Nhưng mà cái phía mà bên vấn đề mà tiền từ thiện rồi nãy kia thì chút em sẽ hỏi anh sau. Dạ. Bây giờ quan trọng cái lùm xùm vấn đề là việc tìm con anh đồ nãy kia nè. Thì bây giờ thì bên phía cơ quan chức năng người ta kia cũng kêu mình gần tìm kiếm rồi. Dạ. Thì bây giờ cái nguyện vọng của anh á, thì anh có thể nói cho cô chú anh chị mình biết để cô chú anh chị mình hiểu được không? Dạ. Thì nguyện vọng của em không có lớn lao gì. Em chỉ đã biết cháu là đã mất xác rồi, đã chìm, là nói chung là gã rồi. Em không còn thể nào mà đi tìm được nữa. Đừng, thì nói chung bà con cô bác đừng nên tìm nữa. Em đã, không phải là em bỏ cuộc, nhưng em đã ngưng từ bữa thứ bảy. Nó ngưng là bữa thứ bảy, là 7 ngày 8 đêm là em đã ngưng. Mà bà con cô bác là cứ trách móc em á, là tại sao mà một người cha mà không ra ngoài để cầu siêu hay là ra ngoài không đi tìm con. Yeah. Thật sự là em vẫn đi tìm con, nhưng mà em tìm trong lặng thinh, nên bà con hiểu lầm em á, là sao mà đi tìm con mà tiền hỗ trợ này kia đồ, mà ôm số tiền đó để đi ăn nhậu này kia đồ. Thiệt tình là không có bà con ơi. Thiệt tình là Mộc không có ôm số tiền đó đi ăn nhậu. Mộc làm cái Mộc, nói chung là mọi bên từ thiện cho Mộc bao nhiêu thì người ta chỉ Mộc cái gì Mộc làm cái đó. Và năm bữa liên tục mướn giỏ, giống như anh Trung anh cũng đã thấy là bữa đó là 3 tiếng đồng hồ, mà không là 3 tiếng đồng, chưa được 3 tiếng đồng hồ mà đã 600 ngàn rồi. Anh cũng đã biết phải không? Đà mướn giỏ trong thời gian cũng là, nói chung cũng mướn giỏ cũng nhiều à. Bộ mà nói chung không, em không nhớ nổi. Là trong 5 ngày đó và 3 ngày sau là em mượn giỏ là đổ xăng thôi. Một cô Tám hàng xóm, là cô Tám Nhãn á, với chú Tám. Yeah. Với anh Hiếu là hỗ trợ, là cái anh đội nón tay bèo đỏ. Yeah. Anh Hiếu hầm câu ghìa đó, anh đội nón tay bèo đỏ là anh hỗ trợ, là đi tìm bé, là chưa ăn được một đồng nào của Mộc chưa hề mua một cái gì hay là cho tiền mấy người đó. Tại mấy người đó là ở hàng xóm, người ta giúp đỡ, người ta chưa muốn cho mượn giỏ không, chứ không phải là cho mướn. Mà em nghe đồn là nói gì mà mướn giỏ một lần là 2-3 triệu gì, là trong mấy thiệt trong mấy ngày đó, là từ năm bữa đó sau là em là cho là 2-3 bữa sau đó là toàn là cho mượn không, là nói em gì mà mướn giỏ gì 2-3 triệu. Không, thiệt tình là không có mướn giỏ 2-3 triệu. Mà vì cái đó là anh Mộc ngưng chút xíu em nói ha. Dạ. Thì cái video này thì Quỳnh Trung cũng xin được phép gửi một lời xin lỗi chân thành đến
phía anh Mộc, Quý Mạnh Thực Quân và bên quý cô chú anh chị mình đang theo dõi cái câu chuyện mà bé Ngọc mấy ngày nay. Thật ra là lẽ ra thì Quỳnh Trung và anh nông dân miền Tây Vlog là người đầu tiên để mà chia sẻ về cái hoàn cảnh của anh. Lúc đó thì Quỳnh Trung cũng xin được phép kể lại luôn. Lúc đó thì bên phía cơ quan chức năng đó là người ta không có tìm kiếm gặp rồi, người ta mới kêu bằng bỏ cuộc đi. Thì người nhà nôn nóng mà con mắt á, thì quý cô chú anh chị mình cũng biết rồi, cũng nóng ruột, cũng vẫn túc trực ở đó để mà tìm kiếm một chút gì đó hy vọng. Thì Quỳnh Trung có kêu bằng là rủ nông dân xuống để mà hỗ trợ cho anh Mộc coi tiền xăng tiền suối gì. Và quên nói là một người bạn nữa, một người bạn trên Facebook đó chia sẻ hoàn cảnh thì em mới biết thôi, tại vì đó là cũng là hai ngày rồi em mới xuống, đúng không anh Mộc? Dạ. Thì khi mà Quỳnh Trung xuống đó, cái này thì Quỳnh Trung nói rất là nhiều video nào Quỳnh Trung cũng nói chứ, mà tại vì không biết là quý cô chú anh chị mình có xem và hiểu rõ hay không thôi, hoặc là cố tình không xem, xem những cái video sau này rồi lại bàn tán trách móc đồ này kia để hôm nay nó xảy ra một cái vụ việc như vậy. Đó là ngày đầu á, Quỳnh Trung với lại anh nông dân xuống á, là hỗ trợ cho anh Mộc tiền xăng đồ này kia kiếm, nhưng mà anh em cũng không có kêu bằng là đưa số điện thoại của anh Mộc lên, có nói số điện thoại là số điện thoại để mà cho cô chú mình đi ra ngoài biển, hoặc là những cô chú đi ghe gì đó có gặp xác bé thì chỉ giúp rồi để anh Mộc lại an táng đồ này kia. Và trong khi đó thì mình cũng rất là sợ, tại vì á, mình làm nó nhỏ nữa, hai anh em lúc đó làm đâu có ai xem đâu. Khi mà đăng lên vậy á, cũng sợ, cũng thương ảnh là nó video nó không được rõ. Cho nên là Quỳnh Trung có nhờ thêm những anh ở trên Sài Gòn xuống, đó là anh Phạm Tấn Official, rồi anh Đỗ Tuấn, rồi anh Hoàng nữa. Đó là năm anh em mới bắt đầu là tiến hành hỗ trợ cho anh Mộc. Và không phải nói gõ luôn là không kêu gọi hay là mời một cái kênh YouTube nào khác nữa để mà xuống giúp đỡ. Nhưng mà hôm nay á, thì cái sự việc nó đi rất là xa rồi. Và lúc đầu á, tụi em xuống, tụi em hỗ trợ, tụi em cũng nói gõ với anh đầu tiên ha. Dạ. Đầu anh là người đầu tiên nói gõ luôn là cái vấn đề gia đình của anh, cái quá khứ của anh, cái chuyện vợ chồng anh sao tụi em không có nói tới. Dạ. Tụi em không nhắc tới, không có bươn móc tới. Dạ. Quan trọng là cái việc mà vấn đề là tìm kiếm cháu Ngọc rồi tụi em hỗ trợ thôi. Dạ, dạ. Cũng nói rất là rõ là rồi khi mà tìm, nếu mà thấy cháu được đồ này kia thì tụi em sẽ hỗ trợ mai táng đồ này kia cho nó đầy đủ cho cháu. Đó. Rồi bây giờ thì khác rồi. Bây giờ là chuyện gia đình của anh là nó rộng rãi trên cộng đồng mạng hơn rồi. Dạ. Đó, thì quý cô chú anh chị mình cũng được biết về cái hoàn cảnh của chị Ngân đó. Chị Ngân thì không tin á. Nếu mà quý cô chú anh chị nào không tin hoặc muốn xác thực thì có thể lên bên phía công an phường hoặc là khu phố, hoặc là có thể ra ngoài 30 tháng 4 những cái chỗ mà bé Ngọc nó thường ngồi ở đó nó xin ăn, và hỏi về cái hoàn cảnh của chị Ngân thì quý cô chú anh chị mình sẽ biết. Chứ bây giờ ở trên cộng đồng mạng trách móc đồ này kia, chửi gỗ, nói chung là nó đi một cái hướng nó kêu bằng là nó xa rất là xa luôn rồi. Thì bây giờ là anh Mộc á, thì nói chung á là hôm video hôm trước là có nói với anh Mộc là anh Mộc đừng có xuất hiện ở trên đó, là tụi em nói thẳng ra luôn là tụi em có kêu anh Mộc là anh không nên xuất hiện ở trên cộng đồng mạng nữa, để tránh những cái sự việc đó không đáng tiếc nó xảy ra nữa. Thì mấy hôm nay thì anh có phỏng vấn hay là được kênh YouTube nào tới để mà mời anh phỏng vấn nữa không? Dạ cũng có, mà mấy kênh YouTube lại mời em phỏng vấn cho mau, no, không bao giờ. Em nói là em đã ngưng từ video là bữa đó trong nhà em, là em cũng cảm ơn cộng đồng mạng rất là nhiều, Mạnh Thường Quân, là em cũng cảm ơn rất mấy anh là đã tiếp tục mà tiếp mò xác bé và đi tìm bé giùm em. Yeah. Em cũng đã nói rồi là em ngưng video đó. Yeah. Mà bữa đó anh đang lang thang đó, anh đăng đó, ảnh có em đang tìm ở dưới đây, là nói chung là cũng hai vợ chồng người thầy là đang em đang lục ở dưới cái cống á. Yeah. Là cũng có mùi của một vật thể nào đó có bốc mùi. Yeah. Đà em kêu anh em kêu là đừng có quay em đó, em kêu đừng có quay em, đã em kiếm, em đi tìm kiếm trong lặng thinh rồi mà anh còn quay em làm cái gì, anh đăng. Không, là anh đăng mới nói là em không có quay anh đâu, em quay là cho bà con biết là anh đi kiếm trong lặng thinh thôi. Nói trời ơi, em đang nghĩ anh đừng có quay nữa.
là em đã nó kết thúc một video cuối cùng là em không quay nữa rồi. Yeah. Mà anh cũng quay, em cũng không hiểu sao. Yeah. Thì bây giờ thì cái câu chuyện mà tìm bé thì chung thấy thì mấy cô chú mình ở dưới cũng vẫn còn đang nỗ lực để mà tìm bé. Nhưng mà riêng anh Mộc thì ảnh cũng đi tìm bé. Nói chung là chỗ anh Mộc là cũng là người sai. Những video trước thì bên Quỳnh Trung với lại các anh cũng có chia sẻ là anh Mộc cũng xin lỗi rất là nhiều rồi. Dạ, thì dạ. Bây giờ anh cũng xin lỗi rồi, giờ mình làm gì giờ? Nếu mà bây giờ ở bên phía pháp luật mà người ta có can thiệp vô thì chắc là anh có hỗ trợ hoặc là đồng ý để mà bên phía cơ quan người ta làm việc không? Dạ em đồng ý. Dạ. Rồi bây giờ thì trọng điểm của cái video hôm nay mà vì sao anh Mộc có mặt ở đây liên quan tới cái vấn đề tiền bạc này anh Mộc? Dạ dạ. Liên quan tới vấn đề tiền bạc mạnh thường quân rồi này kia hỗ trợ. Và cô chú nói anh là ôm tiền bỏ trốn mấy ngày nay. Dạ dạ. Thì anh giải thích như thế nào về cái việc này? Thì Mộc không biết nói gì hơn bây giờ. Thì nói chung là Mạnh Thường Quân có hỗ trợ cho Mộc á, với bà con lối xóm đều có hỗ trợ cho Mộc á, thì Mộc rất là cảm tạ và cảm ơn rất nhiều. Thì Mộc đã cầm có bà con đồ hỗ trợ một số tiền thì Mộc rất là cảm ơn, nhưng mà Mộc chưa hề bao giờ ôm tiền để trốn. Nếu mà trốn là không bao giờ ra đây mà để like, mà để xin cộng đồng mạng mà tha thứ, không bao giờ. Nếu mà có trốn là ôm đi luôn, chứ đừng có quay lại mà quay video này làm gì. Thì Mộc là nói chung là cầm số tiền này để bỏ vào công việc tìm kiếm bé Ngọc. Nó cũng đoạn video cuối cùng là Mộc cũng quay ở nhà Mộc là ngưng nhận những mà mảnh lòng hảo tâm là hỗ trợ cho Mộc. Mộc đã cũng ngưng rồi, thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhưng mà tiền Mộc á, năm bữa đầu Mộc có mướn giỏ, rồi nói chung là mua này mua kia, ai chỉ gì Mộc làm đó, thì cũng tiêu tán. Nói chung là Mạnh Thường Quân hỗ trợ được bao nhiêu thì Mộc đã làm hết rồi. Lớp nào Mộc ăn uống, rồi Mộc xăng xe, rồi Mộc xăng giỏ này kia đồ, rồi tiền ghe cộ mướn, thì nói chung là cũng tiêu tán. Xin bà con cũng thông cảm cho Mộc. Thì Mộc không bao giờ lấy số tiền đó mà để làm vào những chuyện bất chính. Xin mọi người phải hiểu cho Mộc. Tại sao anh lại ngưng nhận tiền của các cô chú Mạnh Thường Quân trong lúc vẫn chưa tìm được bé? Thì em đã nói rồi là không nhận của tiền của Mạnh Thường Quân nữa. Thì lúc đó em cũng có là nhờ, nói chung là em cũng có nhờ, thì Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho em được một ít gì đó. Bữa đó là em có quay video là nhờ bà con có thương Mộc, thì Mộc chỉ cần 2-3 triệu để tiếp tục đi tìm kiếm bé Ngọc. Là cái đoạn video cuối Mộc đó nói là không lên like nữa, là bữa đó là Mộc có đi tìm là mua này mua cái kia, là tức là không nhận đủ số tiền đó rồi. Dạ dạ, em đủ số tiền đã. Em đã đủ số tiền để tiếp tục tìm kiếm bé Ngọc mà tìm kiếm trong lặng thinh. Dạ. Xin mọi người cũng phải thông cảm cho Mộc. Vậy là anh xác nhận cái việc mà anh có kêu gọi đúng không? Dạ 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 có. Kêu gọi, dạ. Thì anh Mộc thì cũng đã nói rất là rõ ràng. Ở đây thì anh em của Quỳnh Trung không phải là bên phía của anh Mộc hoặc là bên phía của chị Ngân, nhưng mà anh em theo dõi cái câu việc, cái sự việc mà nó từ đầu tới giờ, cho nên là hiểu tụi em cũng không có bên anh nữa. Thật ra tụi em cũng là chắc anh đó. Lúc đầu tụi em cũng nói rõ ràng anh là một người cha vô trách nhiệm. Dạ, dạ. Anh cũng xác nhận anh xin lỗi. Dạ, dạ. Trên cộng đồng mạng. Dạ. Đó, nhưng mà cái chuyện gia đình của tụi, cái chuyện gia đình của anh đó, thì bên phía tụi em á, thật ra thì Quỳnh Trung biết rất là gần về cái hoàn cảnh gia đình của chị Ngân, vợ của anh đó. Thông tin thì quý cô chú anh chị mình có thể sang Facebook của Quỳnh Trung để mà xem. Một tháng trước thì Quỳnh Trung cũng đăng trên một cái tab cộng đồng về bé Ngọc, nó ngồi ngay cái đèn xanh đèn đỏ đó, nó xin ăn đó. Nhưng mà bây giờ bé Ngọc nó mất rồi, Quỳnh Trung cũng không có muốn nhắc tới nữa. Nói chung bây giờ mời anh Mộc ra đây để mà làm sáng tỏ cái vụ việc mà dính líu về tiền bạc
để mà tránh bây giờ ở hàng xóm người ta cũng hiểu lầm anh. Dạ, dạ. Đó là tất cả các kênh YouTube quay về rồi không biết gửi tiền vào đâu, gửi tiền cho ai, gửi tiền cho xóm hay là gửi tiền cho ai, nói chung là nó kêu bằng lộn xộn luôn đó quý cô chú anh chị, nó lộn xộn sàn ngầu luôn. Thì khi nãy giờ vô trước thì Quỳnh Trung cũng có nói với anh Mộc là anh nhớ lại những cái khoản tiền mà anh nhận, rồi Quỳnh Trung cũng có liệt kê và ghi rất là rõ lại, để mà tại vì anh Mộc thì là không có biết chữ, đó là không biết chữ là sự thật không hay là anh học được lớp mấy? Dạ em học mới có nửa tháng, là năm 7 tuổi học tới nửa tháng là nghỉ rồi, rồi sau tới năm 13 tuổi học bù chữ, học bù chữ được. Đích thân là không biết chữ được hả quý cô chị? Cho nên là bây giờ thì liên quan tới cái số tiền mà anh nhận và cô chú nói anh ôm tiền bỏ trốn, thì Quỳnh Trung cũng có nhờ anh Mộc rồi nói rõ ra để mà ghi lại luôn. Thì những cái khoản tiền thì Quỳnh Trung cũng xin được phép nói lại để cho quý cô chú anh chị mình được hiểu, để cho quý cô chú anh chị mình nắm bắt rõ hơn cái thông tin về cái khoản tiền bạc này. Dạ dạ. Đó thì lúc đầu em là người đầu tiên xuống, thì dạ. Em với lại anh nông dân miền Tây, thì ở riêng em Quỳnh Trung thì hỗ trợ cho anh là 2 triệu để tiền con. Dạ. Và anh nông dân miền Tây hỗ trợ thêm cho anh Mộc là 500 ngàn. Dạ. Và sau đó thì bên em thì nói chung là kinh phí cũng ít, cho nên là các anh ở trên Sài Gòn xuống thì có anh Phạm Tấn. Anh Phạm Tấn xuống thì cũng thay mặt cho quý cô chú Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho anh thêm 2 triệu. Dạ. Và sau đó tới cái khúc mà nghe được cái nguyện vọng của anh Mộc, đó là tìm kiếm con của mình. Nhưng mà tìm kiếm con thì phải mướn giỏ đồ này kia đi. Dạ, kiếm. Dạ. Thì bên phía anh Phạm Tấn có hỗ trợ thêm cho anh Mộc là 2 triệu nữa. Dạ. Và khi mà buổi tối khi mà lúc mà em với lại anh Phạm Tấn rước vợ anh xuống để mà thắp nhang cho con anh đó. Dạ. Thì sau khi mà đưa chị về thì anh Phạm Tấn có hỗ trợ thêm là 300 ngàn của quý cô chú anh chị mình gửi cho anh nữa. Dạ. Thì anh xác minh giùm em ha. Dạ, thì, dạ. Và sau đó những ngày sau thì cái vụ việc nó đã nóng lên rồi, thì có tất cả các anh em YouTube rồi bà con rồi cũng có gửi tiền cho anh Mộc. Thì có một anh Đăng ha, đúng không anh? Anh nãy em ghi là có một người anh tên là anh Đăng. Dạ. Gửi cho anh 2 triệu. Dạ, dạ. Và một anh hỗ trợ cho anh mò sát bé Ngọc, thì anh Mộc anh chỉ nhớ bao nhiêu đó rồi quý cô chú anh chị, tại vì dạ, giờ dạ. Là nó cũng gói. Dạ, gói đó là gửi cho bé Ngọc 2 triệu. Rồi tới quý cô chú Minh Thường Quân thương tình ủng hộ nè, là một chị phía bên sông có hỗ trợ cho anh thêm 1,5 triệu nữa. Dạ, dạ. Rồi cô chú vòng vòng, khi mà người ta thấy tập trung cái sự việc như vậy đó, thì người ta người cho 500, 200, 300, là cho hơn 2 triệu đúng không? Dạ dạ. Dạ cho hơn 2 triệu ha. Rồi tới đây là quý cô chú Mạnh Thường Quân bên nước ngoài nè, một chị ở bên Malaysia gửi là 2,690,000. Dạ đúng rồi. Rồi một chị ở Hà Nội gửi cho anh là 3,600,000. Dạ dạ. Tiếp đến là cô Châu ở Mỹ gửi cho anh 300 đô. Dạ. Thời điểm lúc đó đổi ra là được 7,200,000. Và một chị Hạnh ở Mỹ 200 đô, đổi ra được 4,800,000. Dạ. Rồi một cái chú hàng xóm mà hôm bữa thì Quỳnh Trung cũng xác minh chú này là có gửi cho anh Ngọc 500,000. Quý cô chú anh chị. Thì tổng cộng số tiền thì nó hơn 33,090,000 đó quý cô chú anh chị, chứ không phải là đúng con số 33, nó hơn, tại vì nhiều khi 100,000, 200,000 nó cái con số mà nó tổng lại thì nó cũng rất là nhiều. Đó là số tiền mà anh Mộc nhận được đó. Tuy là video đầu là tụi em cũng đã nói rồi là cũng khuyên anh rất là nhiều là anh đừng có nhận tiền quý cô chú Mạnh Thường Quân đó, thì tụi em nó luôn kề vai sát cánh anh để mà hỗ trợ anh rồi. Dạ. Nhưng mà cũng không biết là cái lý do gì sao mà anh lại nhận tới cái con số nhiều đến như vậy luôn á. Thì nói chung á, các Mạnh Thường Quân từ bên Mỹ tới Malaysia và Việt Nam mình, thì em là Mộc, thì em trai của bé Ngọc thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Và em đầu tiên á, là em cũng không muốn nhận,
Tại vì cái những đoạn video trước là em không muốn nhận rồi, nhưng mà bà con kêu em á là nhận đi, cô chú thấy thương. Dạ, cô chú thấy thương em và hoàn cảnh của em như vậy thì kêu em nhận đi. Em đã từ chối là 2-3 lần như vậy, nhưng mà cô chú vẫn ép em và cho em và tiền. Không, cái này là nói anh đừng có nói cô chú ép để mà cô chú, tại vì anh phải nói cái nào đó cho cô chú, tại vì cô chú thương người ta gửi cho mình, chứ anh đừng có nói câu mà cô chú ép anh trong đó. Dạ dạ, em xin lỗi anh phải nói cho nó đàng hoàng. Cô chú thương em là mới cho em tiền, em cũng đã từ chối mấy lần nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải nhận, tại vì mình cũng phải nhận để tiếp tục mình tìm kiếm cái ngọc này kia đồ, mua nhang đèn hay là trái cây này kia đồ. Trái cây bây giờ thượng hiện bây giờ trái cây mắc như vàng vậy đó, em cũng phải nhận tiền đó để mua. Một lần một ngày em cúng đâu phải ít, một ngày em cúng lần 3-4 lần, một lần em cúng từ giá phải 200.000 ăn lên. Rồi cúng rồi thầy bà rồi này kia chỉ rồi này kia là thầy bà chỉ cái gì là em làm hết. Dạ. Rồi trong cái số tiền mà 33 triệu, hơn 33 triệu này thì em xin được phép hỏi thiệt luôn, không phải ở đây em điều tra là gì hết. Nhưng em muốn nói để cho cô chú anh chị mình hiểu. Dạ. Thì hiện tại số tiền mà anh còn được cho tới bữa nay trong cái hổng gà và trong được tìm kiếm đi tới đi luôn, thì hiện tại anh còn được bao nhiêu tiền trong túi? Hiện tại bây giờ là tiền từ cái chị ở trên Hà Nội gửi cho em là 3.6 triệu. Cái chị bên Malaysia gửi cho em á, chuyển khoản cho em á là 2.690.000. Là hiện tại giờ nói chung là bữa hổm em no đói rồi em cũng còn được 800.000 trong túi, và em đi tới đi lui thì ăn uống này kia với mà cầu siêu cho con em với tiền nhang đèn này kia đồ, thì nói chung là cũng bay hết là hơn 1 triệu, bay cũng 1 triệu mấy rồi. Thì hiện tại giờ trong túi em á là còn được 5.850.000 đồng với tiền một chị Hành ở bên Mỹ. Tiền đô là còn chưa có đổi ra đúng không? Dạ dạ đúng, còn 200 đô y nguyên, còn 300 đô của cô Châu gửi cho em đặng chuyển cho là em chị em, 100 đô là cho mẹ em đã đưa cho mẹ em rồi, 100 đô là gửi cho anh em là em đưa cho bạn Tùng đây, là nhờ bạn Tùng ơi, bạn đem 100 đô này là em đổi, em chính tay em đổi luôn. Em có đưa là nghe nói là chú Câm đó, chú Câm á vớt ba vớt mấy bé, dạ dạ mà vớt mấy trăm ngàn gì đó, em cũng không biết là mấy trăm, thì em mới đưa là cho cô ba đó. Em đổi tiền xong là em đưa cho cô ba là 410.000 là đưa cô cho ba, cô ba là bà cô của bà cô Ngọc. Ba là bà cô của bé Ngọc á, là em đưa là 410.000 cho bà cô ba, nói dặn bà là nói cô ba ơi, bà đem bà bển bà đưa cho anh chú Câm giùm con, là con gửi tiền cho ảnh là bữa đó lặn mấy bé là bị mất tiền, lại lại con trả lại cho ảnh, con cảm ơn ảnh nhiều. Rồi em mới còn 100 đô nữa, là đúng 300 đô là còn 100 đô em đưa cho bạn cô ba, là trước mặt đây có bạn Tùng đây, bạn Lùng lên tiếng giùm em cái bạn Tùng. Thì ở chỗ anh Tùng đây là người mà đầu tiên với lại Quỳnh Trung, khi mà đầu tiên xuống là đã thấy anh Tùng với lại em Mọc đây là cùng nhau để mà đi kiếm bé của chú chính trị. Dạ. Thì anh Tùng cái khoản tiền mà anh Mọc nói như vậy thì có đúng không anh Tùng? Dạ có, là ảnh là đi lấy về 300 đô, ảnh là đi vô tiệm vàng là ảnh đổi 100 đô, là ra đưa tiền mặt cho bà cô là 2.4 triệu, và bà lấy 100 đô rồi anh Mộc là bà đưa cho em 100 đô là 2.4 triệu, là em cho là ở dưới vòng là hết 1.8 triệu mấy. Cho là anh đứng ra để anh cho. Dạ em đem với. Em cầm ra là em cho với mấy người là đi có, ra là đi có ra. Cho đúng không? Dạ mấy người đi ra với em là một với ông Câm, cho ông Câm với là ông Câm là nhờ ông Câm với là bà cô gì? Tiền của 100 đô bên đây, bà cô ba là còn 100 đô y nguyên, 100 đô y nguyên tôi đưa bà cô là 100 đô y nguyên. Thì cái nào anh phải nói rõ ràng ra để mà cho cô chú người ta hiểu, tại vì cái video này có thể sắp tới là sẽ liên quan tới pháp luật rồi này kia, nếu mà bên phía công an hoặc là gì đó người ta có vào cuộc thì
anh em của tụi em cũng sẵn sàng để mà hỗ trợ, nhưng mà anh phải nói đúng sự thật ha anh. Dạ dạ. Với lại anh ha. Dạ. Rồi anh tiếp thêm cái vụ mà 100 đô đó. Em mua đồ cúng cho con anh luôn, là rồi xong xuống dưới là em chia ra là hết 1,8 triệu. Dạ. Là còn có mấy trăm ngàn à. Là em để em bỏ túi. Mà mấy ông mấy anh mình ở dưới là nói em á, là đập vào với ổng là lấy 300 đô luôn. Có nghĩa là nói anh với lại anh Mộc đây là đã chia tiền nhau rồi. Dạ, chia ra 300 đô rồi mà mấy ạ. Mà cô ba của ổng là không có nói ra là bả lấy 100 đô trước rồi. Bả không có nói gì. Để chừng em xuống người ta hỏi em á là em mới nói bả là lấy hết 100 đô, còn 100 đô á là em chia ra hết 1,8 triệu. Là còn có mấy trăm ngàn là bữa đó là em để là bỏ vô túi để đổ xăng chạy tới lui với ổng. Thì đó quý cô chú anh chị, thì ở chỗ đây anh Tùng thì cũng có chia sẻ, thì nếu mà quý cô chú anh chị mình không tin hoặc là gì đó thì có thể lại tận chỗ của anh Mộc để mà xác minh. Nhưng mà bây giờ xác minh thì nó cũng hơi khó, tại vì có một cái vấn đề em nói này anh Mộc đừng có buồn. Dạ. Tại vì mọi người hiện tại đang quay lưng với anh. Dạ, không dạ. Biết là cái câu chuyện sao, tại vì hai bữa nay thì em cũng không có xuống. Dạ. Thì nghe thì cũng không phanh ở dưới là cô chú dưới tự bỏ tiền ra để mà kêu thầy rồi này kia đồ cũng giúp anh, thì cũng rất là mang ơn cô chú mình đi. Cũng dạ 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 em rất là mang ơn. Dạ, cũng có cái tấm lòng mà giúp con anh như vậy. Dạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì bên phía anh Mộc thì cũng đã nói rõ ràng rồi, không có kêu gọi, không có nhận tiền Mạnh Thường Quân nữa, thì dạ, cũng dạ. Đã nói rất là nhiều rồi đó. Và nếu mà quý cô chú anh chị mình có nóng ruột rồi nãy kia thì cũng phải xem kỹ lại, hoặc là có thể liên hệ với lại bên phía cơ quan chức năng ở khu vực đó để mà hỏi kỹ hơn, chứ tránh những cái thông tin ví dụ như là giờ có nhiều cái thông tin nó sai lệch là bên phía cơ quan chức năng người ta không hỗ trợ, rồi nói là bé mất chỉ có 2-3 ngày thôi, mà rồi giờ cha kiếm được có 2-3 ngày rồi cha bỏ đi mất tiêu rồi. Ở đây thật sự em không phải là hôm nay mà anh em chung đây để mà lên tiếng binh vực anh gì hết, tại vì anh sai tụi em sẵn sàng nói anh sai, tụi em dạ. Cũng rất là cũng nói anh đàng hoàng đúng không? Dạ dạ. Rồi. Thì cái vấn đề tiền bạc này hiện tại anh có mang theo tiền không? Dạ, có thể hiện tại là có thể để tiền lên cho quý cô chú anh chị mình biết, tại vì khi quay video vậy rồi cô chú mình nói hàng ngày nó nói còn 5 triệu mấy mà thật chắc ra là xài hết tiền rồi. Dạ dạ dạ. Rồi anh có thể lấy ra ha. Dạ dạ dạ. Đây là em mới đổ xăng hôm nay là hết 50 ngàn. Dạ. Đây là tiền 5,8 triệu. Chào anh đếm thử ơi, đúng là 5,850 mấy ngàn không? Đây chính là 200 đô lần. Đây có 2 tấm bà con, 200 đô của chị Hạnh gửi từ Mỹ. Đây chính là 200 đô rồi đó, của chị Hạnh. Thì nói chung em cũng cảm ơn chị Hạnh rất nhiều, mà tiền này là em không dám xài. Mà bà con hiểu lầm là nói em ôm tiền để bỏ trốn đi, thiệt tình là em không có, xin bà con hiểu cho em. Em cũng còn tiền không quý cô chú anh chị, em cũng đi tìm kiếm con em thôi, thì em nghe ai chỉ em gì em cũng làm hết. Nói chung bây giờ em cũng sạch, em còn được bao nhiêu đây. Để Quỳnh Trung sẽ đếm lại để em thôi. Nói bây giờ cộng đồng mạng nguy hiểm nói là em đạp dò với anh nữa. Đây là 1 triệu hả quý cô chú chị, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, hơn 5 triệu quý cô chú chị, với 200 nữa là hơn 5 triệu. Với lại ở đây là 200 đô nhưng mà anh Mộc chưa có đổi ra. Dạ. Đó. Thì nếu quý cô chú anh chị nào mà còn nghi ngờ hoặc là gì đó, thì tổng cộng số tiền mà anh Mộc nhận là nó hơn 30 mấy triệu. Nhưng mà thật chắc ra là còn phải mấy ngày đầu là mướn vỏ đò nè, mướn nãy kia, mướn một lần là thấy là 2 triệu mấy, 3 triệu con đúng không? Rồi đổ xăng đồ nãy kia nó tùm lum hết. Đó. Thì cũng mong các quý cô chú anh chị mình sẽ hiểu và xem kỹ cho nó xét lại, xem xét cho nó kỹ lại.
Tại bây giờ là nói chung là nhiều cái thông tin nó sai lệch rồi này kia, anh ôm tiền bỏ trốn rồi không tiếp tục tìm kiếm con. Dạ, không biết là mấy anh em ở ngoài có cái câu hỏi gì để mà hỏi anh Mộc đúng không? Theo nghĩ thì 10 triệu đó anh vẫn còn. Thì trong vòng 10 ngày 30 mấy triệu mà anh vẫn còn 10 triệu thì đó là số tiền còn khá là lớn chứ không phải nhỏ. Và cái số tiền chi ra nó cũng tương đối là ok, ổn định theo từng ngày. Tại vì mỗi ngày chi ra 2 triệu để thuê lò thuê phà nó cũng chừng đó à rồi. Không, có 3 ngày là em nói là cũng ấy cũng hơi sai. Là có 5 ngày đầu là nói chung là em mướn đò, mướn này kia đồ đầy đủ, là mua đèn nhang đồ cũng là nói chung một ngày em làm không biết bao nhiêu lần để cúng hết. Một lần vậy là làm 200-300 ngàn lợi ích. Thì có em chỉ kiếm có 4-5 ngày thôi, là em mướn đò 4-5 ngày. Còn 2-3 ngày sau là em mượn vỏ của cô Tám Nhãn và chú Tám Nhãn, là nhờ chú Tám Nhãn này kia đồ. Nói chung là ngày đầu tiên mà bé Ngọc chết á, đêm đầu á là em có lại mượn, nhưng mà chú Tám nói là con bé nó chưa có nổi đâu mà mượn làm cái gì, ngày mơi đi đúng 24 tiếng bé sẽ nổi thì mượn đi kiếm. Thì em mới đi mướn đò đó. khoảng 4-5 ngày sau gì đó em mới, lúc đó là em hết khả năng để mà mướn đò rồi, em mới lại em nhờ là chú Tám ơi, chú có thể nào mà cho con mượn vỏ của chú Tám mà đi tìm bé được không, con đổ xăng cho chú. Đổ xăng nhiêu con đổ cho chú, là em mua một lần vậy là từ 100 ngàn đổ lên chứ không có dưới 100 ngàn xăng đó. Thì trong 3 ngày đó là toàn mượn không, 2 ngày đó là trong mượn không không. Nói chung mà, thì theo em nghĩ nha, dạ. Cái chi phí này kia với cái số tiền hơn 33 triệu và hiện tại anh còn hơn 10 triệu dạ. Nó chi tiêu vào cái việc mà tìm kiếm bé thì nó cũng rất là hợp lý. Dạ dạ. Thì cái đó thì để cho cô chú mình nhìn nhận thôi. Dạ. Còn một cái vấn đề như thế này nữa, thì ở phía hàng xóm, thì cái này Quỳnh Trung cũng nói luôn cho cô chú anh chị mình được biết. Khi mà anh nhận tiền này đó thì cô chú mà gửi tiền cho anh là có nói cho người này cho người kia không, hay là chỉ nói để mà hỗ trợ cho bé Ngọc? Dạ, nói chung là số tiền hơn 10 triệu này là nước ngoài với Việt Nam gửi về, là em chỉ chuyển khoản cho em, là em có hỏi rõ ràng rồi, là chị em có là nói là em chắc em không nhận tiền nữa đâu chị ơi, nói cứ nhận đi, đây là lòng hảo tâm của bà con ta gửi cho cưng, đặng chi vào tìm kiếm bé Ngọc với nhang đèn hương khói cho bé Ngọc. Là em cũng không có nhận, em cũng không muốn nhận, nhưng mà bà con kêu em á là nhận đi đặng cho chị vui. Dạ em mới nói gì là dạ, em cũng cảm ơn chị rất nhiều. Dạ cái đó thì cái tấm lòng của cô chú mình mà khi thấy được cái hoàn cảnh của anh như vậy thì cô chú gửi tặng với nó cũng rất là quý rồi. Dạ dạ. Thì tụi em á thì nói chung á là cũng mong anh là sử dụng cái số tiền nó hợp lý chứ. Dạ, dạ. Để nhiều khi giống như những cái tin đồn với cô chú anh chị nói là giờ anh Mộc anh ôm tiền anh bỏ đi, thật ra nghe như vậy tụi em cũng rất là sốc luôn á. Tụi em mới liên hệ cho anh gấp là dạ, anh ở đâu. Dạ. Hồi sáng này á là khi mà phía cơ quan chức năng người ta mời làm việc á mà em gọi cho anh không được á là em rất là buồn đó. Tại vì trong cái lúc mà như vậy á anh không có mặt ở đây, phải vì có mặt anh ở đây là bên phía cơ quan chức năng người ta làm việc, có anh ở đây thì nó rất là dễ. Để mà khi mình lên đó mình còn nói nữa, bây giờ là nói chung là mọi cái kêu bằng cái xấu nó đổ về bên phía anh Ngọc này. Dạ dạ dạ. Còn cái chuyện mà anh với lại vợ của anh á thì ngay là lúc đầu là tụi em đã không nói tới rồi, cho đến thời điểm bây giờ anh ngồi ở đây, khi mà nãy anh cũng có nói là anh sẽ nói những cái chuyện xấu của vợ như anh, nhưng mà tụi em cũng ngưng lại, anh đừng có nói đó. Hôm nay cái video này á thì Quỳnh Trung với lại các anh cũng muốn mời anh Mộc xuống đây để mà nói sáng tỏ cái vụ việc mà về phía tiền bạc rồi nãy kia đó. Thì chắc là quý cô chú anh chị mình xem video thì chắc cũng biết được phần nào rồi. Thì hiện tại là anh Mộc vẫn còn tiền nha, chứ không phải là ôm tiền bỏ đi đó. Thì cái số tiền này sắp tới thì dự định anh sẽ làm gì anh Mộc? Dạ em sẽ để số tiền này để gửi cho bà cô
cho dù bà cô có chửi em hay là lặt mặt gì đi thì em cũng phải gửi cho bà cô là để cho nhang đèn, cho gửi một mớ nào đó để gửi nhang đèn cho bé Ngọc. Đã bé Ngọc em cũng đã coi rồi là mặc đồ xanh đồ đỏ là không thể nào mà kiếm được nữa. Thì là anh sẽ gửi cho bà cô. Bà cô là hôm trước là túc dạ, bà cô ba này. Bà cô ba ấy. Dạ. Dạ. Thì cái vấn đề gửi bà cô này thì em sẽ giống như là khi nào mà anh gửi thì em sẽ kiểm chứng là cho quý chú chị mình để xem là anh có gửi không. Thật chắc ra thì em cũng không có giống như là em không phải bên này em bỏ bên kia. Dạ, nhưng mà dạ. Hiện tại bà cô thì không có liên hệ được với bà cô. Thì Quỳnh Trung cũng không biết nữa, nhưng mà bà cô hiện tại là người đứng ra để mà thờ bé Ngọc của quý cô chú anh chị. Dạ dạ. Thì anh đây sẽ trích ra một cái số tiền để lại cho bà cô để dạ. Mà lo nhang khói rồi độ này kia. Và cái việc mà tìm kiếm cháu thì anh nói lại một lần cho quý cô chú anh chị mình hiểu là bây giờ là anh có tiếp tục tìm kiếm nữa không hay là mình dừng lại? Thì tìm kiếm cháu á thì nói chung là thì tự em tìm thôi, em không có live stream hay là em không có câu view hay là không, em nói chung em cũng cảm ơn bà con rất nhiều thời gian qua đã hỗ trợ cho em kinh phí này kia đồ. Thì em cũng xin bà con đừng có gửi tài khoản hay là chuyển tiền cho bất cứ một kênh nào nữa. Em cũng đỡ bà con nhiều là em không cần đấy, mà không phải là mình không cần, nhưng mà em không dám nhận tiền của bà con nữa, tại vì quá sùm xài cái vụ tiền bạc này, không là quá sùm xài. Như vậy là đủ chưa hay là? Dạ, như vậy là đủ rồi. Em không muốn để mà để tiếp tục những cái công mà cái câu chuyện mà trong gia đình em để xào xáo lên nữa. Thì em đã thôi bái Ngân rồi. Thì nên chấm dứt đi, đừng, em khuyên bé Ngân á là đừng nên nói xấu nhau nữa. Em không nói gì bé Ngân mà tại sao bé Ngân cứ nói em hoài. Thì nói chung em cũng buồn. Đâu phải mà em ôm số tiền này để đi dành ăn nhậu hay là đây có Băng Tùng đây, không bao giờ. Hay là bữa đó chỉ có uống một ly với Băng Tùng mà cũng bị người ta nói là Băng Tùng mời em, bữa đó em buồn thiệt. Vậy là anh, cho em hỏi là anh Tùng, hôm nay anh xuất hiện trên những cái video của tụi em đây, là anh có gì muốn nói gì với các cô chú anh chị không? Anh bức xúc chuyện gì không? Là em chỉ bức xúc mà tại sao là cô anh chị là nói em là đập giò mà với ảnh là 300 đô với nhau. Mà thật tình em nói luôn là bữa đó là em chỉ lấy cầm trong tay là chỉ có 2 triệu. 2 triệu đúng. 2 triệu đúng thôi. Là em đưa cho chú Câm lặng là hết 400 trước rồi, là em cầm trong tay đúng 2 triệu. Em mua đồ xong hết luôn. Dưới chia luôn. Em mua đồ cúng đúng không? Dạ, em mua đồ cúng luôn. Mấy cả 100.000 xong xuống dưới em chia. Em chia xong là chỉ còn lại là 580 mấy ngàn thôi. Là em phải bỏ túi luôn. À, cái đó là anh có bộ túi, anh xác nhận là anh có bộ dạ, túi 500 mấy. Em có bộ túi 500 mấy, em về em còn mẹ em còn hỏi là tiền của ai cho. Em nói là tiền của cô bên Mỹ là gửi cho chia cho các anh em một người chút ít. Nhưng mà cô bên Mỹ là có chia, có nói là chia cho ai không? Dạ không, bữa đầu tiên cô bên Mỹ nói chuyện với em là chia cho các anh em mà gắng cố gắng đi tìm bé. Rồi cho em hỏi anh cái là ngay từ đầu thì tụi em xuống đây đã thấy anh rồi à, thì anh với lại anh Mộc là như thế nào với nhau? Dạ em với anh Mộc là người dân. Người dân? Không có quen biết gì hết. Không có quen biết. Tại sao mình lại giống như anh là một người dân? Dạ. Tại sao anh lại xuống mò, anh lại xuống đi ra biển rồi nói chung là anh lặn lội như vậy? Tại vì là em thấy đứa bé thấy tội. Là anh tình nguyện viên đúng dạ, không? Đừng tình nguyện. Em tình nguyện, con dạ. Cái em ở nhà em bỏ bán cho mẹ em luôn. Em tình nguyện em dẫn đi với ảnh, đi kiếm con ảnh. Là anh tình nguyện mấy ngày? Dạ, tình nguyện. Là tổng cộng là mấy ngày mình lặn lội mà coi như là xuống sông rồi lặn lội rồi ra biển tìm kiếm là trong vòng mấy ngày anh? Dạ, 7 ngày. 7 ngày? Dạ. Đêm anh có đi tìm không? Bữa đêm là chỉ có đêm ngày đầu tiên á là em đi tìm bé vừa chết là 9 mấy 10 giờ là em phải nhờ một chiếc giỏ xịt cá. Là nhờ nhưng dạ. Mà không, người ta không lấy tiền. Dạ người ta lấy 100.000 tiền xăng. Rồi em, ai bỏ vô? Em cũng dẫn trả người ta 100.000 tiền xăng. Tức là anh tự bỏ vô? Dạ.
À dạ. Em cũng dẫn trả vô 100 ngàn tiền xăng cho người ta, em cũng dẫn đi kiếm tới mười mấy 11 giờ em về. Dạ. Thì thật sự ra mà nói á, là những cái sự việc mà anh làm dạ. không cần ai biết. Nhưng mà anh lấy 500 ngàn thì người ta lại nói là anh là đạp trò của anh, đạp trò với là anh Mộc dạ. để lấy tiền. Dạ. Thì cái sự việc này cô chú anh chị cũng đã biết rồi. Một người dân mà bây giờ phải bỏ công sức, bỏ vợ con ở nhà để rồi lặn lội để đi tìm bé. Thì thật sự tụi em cũng rất chân thành cảm ơn anh. Hôm nay thì anh tới đây á, anh bức xúc những cái chuyện gì anh có thể là nói lên hết toàn bộ. Tại vì cũng có rất nhiều người nói anh là như thế này thế nọ. Anh có thể nói đi, anh bức xúc cái chuyện gì? Em chỉ bức xúc ví dụ 300 đô đó. 300 đô thôi hả? Dạ. Tại vì nói em đạp dò với anh Mộc là em không đồng ý. Nhưng mà có mình có đạp dò anh không? Không bao giờ, chưa hề. Còn anh suy nghĩ gì về với anh này? Anh suy nghĩ sao? Anh Tùng này rất là tốt. Từ nói chung là từ bữa bé Ngọc mà té là ảnh là hỗ trợ em liên tục là 7 ngày. Nói chung là có đêm đầu là ảnh hỗ trợ cho em là đi là mượn mà cái vỏ xịt đó, xịt cá. Thì của ảnh bỏ tiền túi ảnh ra là 100 ngàn trả tiền xăng. Nói chung là chạy ra đầu dàm rồi chạy từ từ chạy vô. Cũng không thấy, nói chung là bữa đó mới bập bền thì em nói chung là em không biết. Không có thấy xác bé Ngọc. Thì em với ảnh là với anh chạy xịt đó. Với anh Tý, có bữa đó có anh Tý phải không? Không phải, anh Tý tên gì á. Anh gì đó phải không? Là 4 người đi hả? 4 người. 4 người đi. 3 người với người chạy. Dạ, 4 người. Thì nói chung là tấm lòng của ảnh rất là cao cả. Ảnh còn phải mắc con nhỏ nè, mẹ thì bệnh, cha cũng bệnh. Rồi vợ thì nói chung là chuyện của gia đình ảnh thì em không có nói được. Thì ảnh phải lo cho vợ, anh phải lo cho con ảnh. Rồi lo cho mẹ. Phải tháng phải chạy xe ôm, phải bưng bún rồi cho mẹ bán. Nói chung là anh bỏ bê hết công chuyện và anh đi tìm bé Ngọc tiếp em, là nói chung là một tấm lòng rất là cao cả. Em rất là cảm ơn anh. Anh Mộc ơi. Dạ. Rồi bây giờ cho em hỏi một cái là anh có những cái đoạn video này thì anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đúng không anh? Dạ dạ dạ. Và anh có thể là anh nói những cái lời đó. Tức là bây giờ anh kêu tụi em tới quay đúng không? Dạ. Thì những cái lời anh nói đây là anh có chịu trước pháp luật không? Chịu. Là có gì xảy ra là anh chịu trước pháp luật đúng không? Dạ. Dạ. Thì anh có muốn nói lời gì nhắn nhủ tới vợ anh không? Thì nói chung á, thì nói chung cái chuyện gia đình thì nên cho nó đã vào dĩ vãng rồi thì cho nó vào dĩ vãng đi. Đừng nên khui và đừng nên nói xấu nhau nữa. Em không có nói xấu mà tại sao cứ mà nói xấu em không à? Thì nói này nói kia nói gì em cháu bé Ngân là con bé chạy chiếc Exciter 2010 đó, là nói chung nói em gì, em quen bé Ngân mới chưa được 10 năm nữa mà nói em bé Ngân năm nay 26 tuổi mà nói em hiếp dâm bé Ngân năm 14 tuổi, cái đó là em không chấp nhận. Em quen bé Ngân chưa được 10 năm mà tại sao mà nói câu đó được? Nhưng mà cái sự việc đó nó có không? Sự việc đó là không có. Em không có làm tiền tồi bại như vậy. Năm nay bé Ngân 26, 27 tuổi rồi. Em cũng 28, 29 tuổi rồi. Qua Tết này em cũng 29 tuổi rồi. Đâu thì, phải nhỏ nữa đâu. Thì nếu như mà anh nói như vậy thì cái video này thì chắc chắn là khi mà bên phía cơ quan chức năng mà người ta có can thiệp vào, dạ, dạ. Thì anh có sẵn sàng để cho tụi em cung cấp những cái đoạn video này lên trên công an không? Dạ, dạ, được. Tại em sẵn tại, sàng. Tại hiện tại là nói chung là cái câu chuyện của anh nó đã liên quan tới dính dáng tới pháp luật rồi. Dạ, dạ. Và bên phía cơ quan chức năng người ta cũng đã can thiệp rồi. Dạ. Thì em cũng hy vọng những điều anh nói được và anh nhờ tụi em để mà chia sẻ cái câu chuyện, cái lời nói của anh lên cộng đồng mạng thì mình nói được mình sẽ làm được anh ha. Dạ dạ dạ. Chịu cái trách nhiệm trước pháp luật để dạ. mà người ta khi mà người ta cần mình cung cấp cái gì thì mình sẽ hỗ trợ cho bên phía cơ quan chức năng. Chứ dạ. bây giờ là mọi chuyện nó đi xa rồi đó. Nó đi quá đúng xa. Đúng ra là anh em là nói là anh em đã dừng rồi, mấy anh em hổng gài từ Sài Gòn vợ con đồ này kia xuống mà ở dưới này hả mấy ngày, tầm 10 ngày quý cô chú anh chị xuống đây để hỗ trợ từ thiện đồ này kia. Nhưng mà hôm nay quý cô chú anh chị mình thấy đâu có đăng được cái clip từ thiện đâu.
tụi em phải túc trực, nó tuy tụi em không quay nhưng mà tụi em phải phải ra đó để mà hỗ trợ anh coi coi cái tình hình sao, tại vì không biết là người thương người ghét như thế nào, nên là phải hỗ trợ mấy anh em bây giờ phải phải dính ở dưới này luôn đó, cho nên là phải hôm nay phải ra đây phải làm thêm một cái video nữa. Nói hôm gà là kết thúc là mấy cái video rồi nhưng mà chưa kết thúc được, phải làm để cho cô chú mình hiểu chứ bây giờ tụi em nín thinh hoài cô chú không có hiểu cái câu chuyện. Thì chắc là nếu mà anh em không còn câu hỏi nào thì thôi. Dạ. Thì cũng như là bước đầu thì Trung và anh Nông Dân thì cũng đã tiếp cận em ngay lúc đầu rồi. Dạ dạ. Thì sau đó thì anh và Tấn Xuân Hồng cũng xuống. Dạ dạ. Thì anh em là chỉ muốn là chia sẻ theo cái hướng tích cực. Dạ. Chứ không muốn là để mà cái câu chuyện nó đi xa hơn. Dạ dạ. Thì nếu như mình nói cái câu chuyện này ra thì nó dài dòng lắm. Dạ, thì dạ. Anh chỉ ngắn gọn là sau những cái video sau này của vợ em đưa lên cộng đồng mạng. Dạ. Rồi có những lời lẽ nói về em. Chắc hẳn là em cũng coi những cái video đó đúng không? Dạ. Thì em có xác nhận rằng là vợ em nói những điều đó có đúng về em không? Nói chung á, một phần nữa là đúng, một phần nữa là sai. Cũng có đúng cũng có sai. Dạ dạ. Vợ em nói như vậy là em không chấp nhận. Nói cái gì mà ôm tiền đi rồi mua 2-3 cái điện thoại. Trời ơi, em mượn một cái thì của mẹ em, một cái của chị em, để em coi thứ bà con người ta có thấy xác ở đâu. Đặng người ta và đã em có đăng lên Facebook là cái số điện thoại của em. Xin bà con nếu mà có thấy một cái xác bé gái khoảng tầm từ 7-8 tuổi hoặc 8-9 tuổi gì đó, liên lạc cho Mộc liền, đặng cho Mộc đi chụp xác bác bé, đặng liệm đừng cho bé lạnh. Thì em có đăng lên là cái số điện thoại của em. Và em mới là ban đầu là có một cái máy, tới sau là chị em mới điện về là nói ủa bé Ngọc con cưng té xong chết rồi hả? Là em nói ừ té xong chết rồi chị ơi, giờ em cũng đang kiếm, nói giờ có máy xài không. Đã chị em thì cũng biết em là đã hư máy rồi, em đang xài cái máy của mẹ em. Em nói không chị ơi, em đang xài máy mẹ em. Thì chị mới nói đó, thôi chị chạy vô đây đi, chị đưa cho mượn cái máy nè xài. Thì vợ em á mới nói là cái gì mà mày lấy tiền co, mày lấy tiền hỗ trợ của con, mày đi mua máy, mày mua một xài được 2-3 cái máy, cái đó là hoàn toàn không có. Máy là một máy của mẹ em, một máy của chị em. Chị nói vậy ha? Dạ 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 dạ. Dạ chị nói cũng nói luôn trên cộng đồng mạng. Dạ dạ dạ. Trong khi đó thì cái video này á chắc hẳn là chị Ngân sẽ xem video này và em cũng nói luôn em là Quỳnh Trung. Em biết rất rõ về chị. Ngay cả từ lúc đầu em với lại anh Phạm Tướng xuống cũng có nói với chị rồi. Trên cộng đồng mạng rất là nguy hiểm, nó là cái con dao hai lưỡi. Và cái chuyện gia đình của mình như thế nào, mình có thể, quan trọng bây giờ là tìm kiếm con. Nhưng mà hôm nay để xảy ra cái vụ việc như vậy, chị hãy xem xét lại, chị xem lại cái lời nói em với anh Phạm Tướng nói có đúng hay không. Và chị là người như thế nào, tại sao tụi em không làm những cái chuyện giống như là đưa chị ra ánh sáng và tụi em giấu luôn. Rồi chị phải hiểu, chị phải tôn trọng tụi em, tại vì tụi em giúp cho chị, giúp chị đưa người xuống trông giữ con cho chị, cho chị xuống đốt nhang thắp nhang cho con chị. Ngay cả khi chị xuống chị đốt nhang cho con chị cũng nói anh Mộc đây, xác nhận anh Mộc đây là cha của đứa bé, kêu bé Ngọc nó sớm nổi lên để mà cha tán người kia. Thật sự lúc đó tụi em nghe mà tụi em muốn khóc, nó xúc động luôn. Rồi chính cả tụi em cũng dẫn chị ra để mà xin lỗi bà con đó, khi mà lùm xùm của chị xuống chị chửi bà con đó. Nhưng mà tụi em đâu có đưa cái thông tin gì sai lệch cho chị đâu chị nha. Thật sự là như vậy, tụi em đâu có đưa một cái thông tin gì xấu về chị đâu. Nhưng mà để hôm nay chị lại lên cộng đồng mạng, chị than, chị khóc, chị nói cái này, cái nói kia, những cái lời nói. Thật sự anh này anh sai, chứ tụi em đâu có xác nhận anh này là đúng 100% đâu. Anh Mộc là sai hoàn toàn 100%, mà một người cha vô trách nhiệm. Lúc đầu tụi em cũng nói, anh cũng xác nhận, anh cũng thiếu điều là anh cũng lại người ta rồi đó. Nhưng mà chị trong cái lúc nào đó chị không bình tĩnh, hoặc là nghe một lời xúi giục rồi đó, chị nói quạch tẹt hết tất cả. Và trên livestream Facebook của em thấy là chị nói rất là thoải mái, giống như là
được nước của chị đó, chị nói rất là thoải mái luôn. Đó thì em hy vọng cái video này chị có xem được, chị hãy nhìn nhận lại, tại vì con đường chị còn dài. Tại sao bà con ở thành phố Rạch Giá ai cũng biết gần về cái hoàn cảnh của chị, mấy đứa con chị đi sinh mà người ta không giúp đỡ chị là chị cũng hiểu rồi. Chị cũng biết em nói bao nhiêu đó thôi là chị biết rồi. Đó, thì em cũng rất là mong là chị sẽ như thế nào ha. Dạ, không biết là bên phía nông dân nãy có cái điều gì em muốn hỏi Mình muốn hỏi Ngọc, 5 ngày đầu anh thuê giỏ đúng không? Dạ. Anh thuê người nào anh còn nhớ không? Dạ, nói chung là thuê nhiều người hay một người? Em thuê nhiều người, là nhiều khi em thuê đi, em thuê mò sát mà không ai dám mò chứ. Không, mình tính đến cái chuyện thuê giỏ thôi, thuê giỏ. Em thuê giỏ nói chung cũng nhiều người, chứ không phải là một người. Dạ, là mỗi lần như vậy là mình có trả tiền cho người ta đầy đủ không? Dạ, trả tiền đầy đủ hết rồi. Có những cái thông tin là chính những người anh thuê giỏ đó, họ lên cộng đồng mạng, hay là họ đưa ra những cái thông tin đó là anh thuê người ta, nhưng mà thật sự người ta cho anh mượn chứ anh không phải thuê, như vậy là đúng hay sai? Là mấy em thuê giỏ chỉ có 5 ngày thôi. Là 5 ngày đầu rồi mình tính 5 ngày đầu. Dạ, tính 4 5 ngày đầu thôi, còn mấy ngày sau là cô Tám nó đi ra đó. Mà dạ. Cô Tám mà cúng con vịt mà đi lội bơi theo con vịt đang kiểm sát bé Ngọc đó. Dạ. Là cô Tám đó không phải là thầy bà gì trơn á. Cô Tám nó cho mượn giỏ không, chỉ đổ xăng là chạy thôi. Nói cô Tám chỉ cho mượn một ngày mà 3-4 triệu mà thiệt tình có đâu ra. Đâu ra 3-4 triệu. Nói qua cô Tám tội nghiệp. Vậy là cái vấn đề là 5 ngày đầu mình thuê giỏ, thuê ghe là có trả tiền đầy đủ cho người ta. Dạ, có trả tiền đầy đủ. Cái đó là những cái thông tin người ta đưa ra, người ta nói là người ta chỉ cho anh mượn và anh đổ dầu thôi chứ anh không có thuê, người ta không cho anh thuê. Nhưng mà thật sự là mình có trả tiền người ta. Dạ, em có trả tiền đầy đủ hết mà. Rồi, đó là mình xác nhận là mình có trả tiền đầy đủ. Xác nhận đầy đủ. Thì đó là một cái thông tin mà để cô chú anh chị nghe để hiểu là anh Mộc thuê giỏ có trả tiền chứ không phải là người ta cho mượn. Dạ. Rồi một cái câu hỏi thứ hai là hiện giờ có những người ta đang tình nguyện để tìm kiếm con anh. Dạ. Giúp anh có ủy thác cho người ta tìm hay không, hay là tự nguyện người ta tìm giúp anh? Cái đó là nói chung cái anh có một anh bữa đó là nói chung anh cũng hơi em không biết tên anh nhưng mà anh cũng hơi xỉn rồi. Thì bữa đó em nghe một người thầy nói chung là không phải thầy, cũng như là về tâm linh thôi, người ta điện lại người ta nói là bé Ngọc nó bị kẹt vào một cái hốc đá nào đó, là kẹt ở dưới gần ngay chỗ bé chết, là cách khoảng chừng là kẹt sát trong mé luôn, là sát trong mé là khoảng 10-20 mét gì đó. Em cũng tin, nói chung là mình là cha mà. Mình sốt ruột, mình biết, mình sốt ruột con mình đã nằm ở dưới nó lạnh lẽo đã mấy ngày liên tục rồi không tìm thấy xác bé, thì nói chung là cũng tin. Thì em mới có mấy anh nào quăng đa mà đi quay clip đó, anh mới quay đi. Rồi có một anh đó anh bức xúc quá, anh nói là chính xác như vậy không mày, anh mới là không. Cái câu hỏi của em ở đây á là hiện giờ có hai người đang đứng ra tìm con anh giúp anh. Dạ. Anh có ủy thác cho hai người đó tìm hay không? Anh có nghĩa là anh có nhờ giả hay là anh có mượn, hay là anh có anh chị ơi tìm con em giúp em, ý là như vậy? Ý nông dân hỏi là hai anh chị đó hiện tại đang đứng ra để mà tìm kiếm con anh, thì cái đó là anh ngưng tìm kiếm rồi. Dạ, dạ. Hai anh chị đó phóng vô tìm kiếm hay là anh nhờ hai anh chị đó để tìm kiếm con của anh? Như là có một bà chị, bà kêu là chị điểm cho bà đi, là bà chạy xuống bà tìm giùm cho. Thì nói chung em cũng có gửi bản đồ cho chị mà không biết chị có xuống không đó thì em không biết. Còn anh Nhân đây thì chắc là anh Mộc không biết cái anh Mộc không đây. Anh Mộc không biết cái vấn đề này, không biết cái vụ việc mới đây rồi. Bởi vì từ lúc mà hai người đó ấy là Mộc không có ở đó, anh Mộc đã từ ngay hôm đó cho nên là không có biết những cái vụ việc. Có nghĩa là hiện giờ có hai người đang đứng ra để tìm kiếm con anh, và hai người này cũng đứng ra là nhận các viện trợ săn cộ gì đó để tìm con anh. Như vậy thì nếu mà sau này có lùm xùm về vấn đề tiền bạc mà người ta hỗ trợ để tìm kiếm con anh á, thì anh có chịu trách nhiệm với những người này là đã, tại vì họ nói là họ tìm con giúp anh. Ví dụ sau này người ta nói là tiền bạc nó lu bu hay là gửi người này gửi người kia gì đó, anh có chịu trách nhiệm với cái hành động của hai người này đang tìm con giúp anh hay không? Thì bây giờ anh sẽ nói là
hai anh chị đó giúp cho anh thì anh cảm ơn, nhưng mà sau này ví dụ như mà liên quan tới tiền bạc này kia thì em không chịu trách nhiệm, là anh không chịu trách nhiệm. Anh cứ nói cho anh chị hiểu ha. Là cái câu hỏi của em là ý là như vậy đó. Thì anh chị tìm bé tới giùm em á, thì em cũng mong ơn anh chị rất nhiều. Nhưng mà em đã ngưng từ video rồi. Ngưng video, video là cái nói là video kết thúc đó, cũng xin lỗi mọi người và cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì em nói là tự em đi tìm mình. Đó, bữa đó có anh Quỳnh Trung đây cũng đã biết phải không? Em nói cái lời rõ rồi. Dạ, dạ, dạ. Còn mọi người có giàu tiền á thì cái chuyện tiền bạc đó thì em không biết. Nói chung là mấy bữa nay là hai ba bữa nay thì em nói chung là em không biết chuyện gì. Em vẫn đi tìm mình em thôi. Dạ. Dạ, em cũng có đi mượn giỏ đi tìm mình thôi, nhưng mà cô Tám đó là nghĩ cho mượn rồi, bà nói chuyện là sao mà bà coi video mà nói bà gì lùm xùm đủ tiền bạc mướn giỏ gì kia đó. Thì tình là không có. Vậy là cái vấn đề là sau này nếu mà có liên quan là gì cái vấn đề tiền bạc mà hiện giờ tại cái nơi mà bé Ngọc nó mất tích á. Dạ. Là cái đội đó tìm kiếm đó, mà sau này có liên quan gì vấn đề tiền bạc là anh không có liên quan. Dạ, anh không dạ, có chịu dạ. trách nhiệm gì ở cái phần bên đó. Dạ, em cũng không biết chuyện gì nữa. Nếu mà cô bác anh chị có gửi tiền qua tay anh Mộc là anh Mộc chịu trách nhiệm, còn gửi qua tay người khác mà nói là mạo danh hay là Mộc nhờ tôi tìm kiếm là Mộc không chịu trách nhiệm. Dạ 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 đúng đó, rồi. Ý là như vậy. Đó thì cũng nói rõ luôn để cho cô chú anh chị mình hiểu. Đó thì cô chú anh chị giúp anh Mộc thì coi như là cái tình thương nó bao la rồi, rất là cái điều quý mến. Nhưng mà liên quan tới vụ mà giúp con anh Mộc mà kêu gọi từ thiện rồi nãy kia thì anh Mộc đã ở đây với tụi em rồi, thì tụi em cũng phải nói một cái tiếng nói rồi cho quý cô chú anh chị mình hiểu, đó là phía anh Mộc sẽ không nhận hỗ trợ hay là kêu gọi gì nữa. Dạ dạ dạ. Những người nào đứng ra kêu gọi thì những người đó sắp tới sẽ, ví dụ như có ai thưa kiện hoặc liên quan thì gì tới pháp luật thì những người đó sẽ chịu trước pháp luật. Còn ví dụ như anh âm thầm, anh mà âm thầm anh nhận tiền hay là gì giúp đỡ gì đó thì sau này tụi anh sẽ gánh chịu. Dạ dạ. Tụi em là những người chia sẻ để mà làm sao giúp cho anh thì đó, thì mong anh cũng hiểu. Dạ. Thì không biết là các anh còn cái câu hỏi gì không, nếu mà không còn câu hỏi thì em sẽ nói một câu nữa rồi mình kết thúc ha. Dạ. Thì chắc là video cũng đã dài, hôm nay thì tụi em cũng anh Mộc cũng có nhờ tụi em ra đây để làm một cái video nữa để mà nói liên quan về cái vấn đề tiền bạc đồ này kia. Và video này Quỳnh Trung cũng nói quý cô chú anh chị mình luôn, đó là ở cái vấn đề. Dạ khoan, để em nói đi rồi tới anh em sẽ ngưng luôn ha. Nói lớn rồi. Dạ. Thì liên quan tới cái vấn đề mà kêu gọi từ thiện rồi nãy kia, và thứ hai nữa là mê tín dị đoan rồi ngày kia nữa. Tại vì quý cô chú anh chị, những vị thầy đồ thương anh Mộc thì cái đó là một cái điều đáng quý. Nhưng mà nhiều thầy bà chỉ rồi, như sáng sớm hôm nay có một cái sư cô đeo vàng rất là nhiều xuống phui cái nắp cống lên, khẳng định là bé Ngọc nó ở dưới cái cống đó. Thật ra là không có Quỳnh Trung ở đó, nếu mà có Quỳnh Trung ở đó Quỳnh Trung sẽ nói nếu mà chắc ăn là bé Ngọc ở đó, thì chính Quỳnh Trung sẽ phóng xuống để mà vớt xác cháu lên rồi muốn làm gì đó làm. Còn nếu mà không có là Quỳnh Trung đạp cái sư cô này xuống dưới luôn. Tại sao lại vớ vẩn? Sư cô không biết cái cống ở đó như thế nào, cái địa lý ở đó như thế nào, nói khẳng định là bé Ngọc nó chui đó. Sau khi mà mở nắp cống xuống sư cô đi mất tiêu, và sư cô cũng lên phường ngồi luôn đó. Quý cô chú anh chị mình thấy có vô lý không? Đó là tuyên truyền mê tín dị đoan, không nên đó. Em cũng nói thẳng như vậy luôn. Dạ. Thì bây giờ em sẽ mời lại cho anh Tùng nói đi rồi sẽ kết thúc ha. Dạ dạ. Cái mà câu mà người ta nói với là anh Mộc nhậu, là anh Mộc không có nhậu, tại vì bữa đó mấy anh Mộc ngồi buồn, em mới rủ mấy ông bạn mà đi chung ghe mà đi kiếm con ảnh á, là em bỏ tiền túi em ra. Yeah. Em mới mua là nửa thùng bia rồi cho mấy anh em ngồi nhậu, rồi anh Mộc á rồi ngồi chơi, rồi em nhậu với gần hết bia rồi em mới kêu thôi anh Mộc ơi uống với em một ly đi. Anh Mộc có từ chối là nói tôi không muốn các bạn ơi. Em nói thôi uống một ly đi rồi cái gì cũng từ từ mình kiếm con mình, bây giờ nói vậy rồi. Mà mấy người kia không biết á thì cứ đổ lỗi á là nói ảnh đó là lấy tiền đi mua đồ, mua bia, mua rượu về á là tụ tập nhậu. Đó thì đích thân mà anh Tùng hôm trước đó là tổ chức cái tiệc nhậu ở đó đó.
thì không biết Quỳnh Trung, cô chú nghĩ sao theo Quỳnh Trung á, cái việc mà anh ví dụ như là anh Mộc đây có mua bia cho bà con cô chú ở đó nhậu cũng là rất là đúng, tại vì cô chú anh chị ở đó đã nỗ lực tìm kiếm con anh Mộc mấy ngày qua, thì có thể là anh Mộc bao một thùng bia hay là hai ba thùng bia gì cũng được, và quý cô chú anh chị ở đó cũng đã dùng bia của anh Mộc, nhưng mà bây giờ không biết sao quay sang để mà nói những từ khó nghe gì nói anh Mộc, là trong lúc tìm con buồn bã như vậy mà đi mua bia đồ để kia nhậu đó, thì trên mạng mà mình cũng không biết giải thích sao, thì kết thúc cái video này thì anh Mộc có cái lời nào chia sẻ không, thì không biết là cái video này không biết còn cái video cuối không, thì bây giờ thì anh cứ chia sẻ đi ha, rồi mình kết thúc thì video. Nói chung bữa đó là có mời thầy lại, là em xin nói một câu nữa là em cũng cảm ơn mọi người, và xin mọi người phải hiểu cho em là trong hoàn cảnh mà một người cha đã mất con thì nói chung cũng gối đầu đi, em lỡ mà có những cái hành động gì hay là những câu nói mà mít lòng bà con thì xin bà con hãy bỏ qua cho em và tha thứ cho em xin lỗi rất là nhiều mọi người. Thì có bữa mà cái bữa mà đã mời thầy lại để niệm kinh đặng chục hồn, nếu không phải là chục hồn, niệm kinh đặng siêu thoát cho bé, thì bữa đó là em có đem mà hình của bé Ngọc với Ly Hương về đó, nhưng mà mẹ nó sợ gì đó thì kêu em đem lại chỗ đó, rồi có bữa đó em đem lại xong rồi em mới lại đây nhắc tối, em mới còn được đâu mấy trăm ngàn gì đó, em mới kêu thôi anh Tùng ơi, mình mua bảy nó hai ba lít rượu đi rồi anh em mình nhậu, là anh Tùng nói ừ cũng được đó, rồi mới mời như bạn bè ở đó, bạn bè của anh Tùng, rồi chỗ quen biết của em không gầy cũng là tìm kiếm tiếp em, thì cũng có mấy người em mời lại nhậu đặng mình làm cái tiệc chia tay, em còn phải đi lao động nữa, thì sùm gì đó nói em bà bỏ tiền ra để mua bia mua rượu nhậu là tiền từ thiện á, ta nói vậy, nếu thật tình là không có em còn bữa đó lực mấy trăm ngàn, xin bà con cô bác phải hiểu cho em là cái bữa đó là em đã chục, nói chung là niệm kinh cho bé rồi em phải đem bé về nhà mẹ, chứ nhà bên em thì nói chung là cha không thể nào thờ bé được, nhưng nhà em cũng nói chung ba ruột em cũng khó không để vô nhà được, em mới là đưa cho bà cô, thì đưa cho mẹ bé có nói là bắt công bé Ngọc nó về báo mộng này kia, là bắt hai em bữa té xong đó là chị vớt hai đứa em đó, bắt công bắt hai đứa em theo, rồi chị nhà trọ mấy chị chủ nhà trọ mấy là kêu thôi vậy không được đâu cưng ơi, cưng đem bé Ngọc đi vô chùa đi, em mới nói là bé Ngọc chưa đủ 49 ngày không thể nào đem đi chùa được, và bà cô ba có nói là em nói thôi vậy thôi, rồi em mới rồi lúc đó là em đang bên đây thì ban ngày thì em dắt chịu đó, em có quay video gửi cho anh coi lúc mà anh Trúc, rồi em mới đem thôi vậy em mới chạy lại, thì em xin là chị chủ nhà trọ chỗ mà bé Ngân vừa dọn trọ đi xuống hẻm 20 ở Mùa Bia đó, thì chủ nhà chị ở chị chủ nhà trọ ở dãy sách gần sách nhà sách đồng hồ á, thì chị có dùng một cái lời thô tục nào đó thì em lỡ em có bậy gì thì em xin lỗi, nhưng mà chị dùng lời thô tục thì nói chung cũng em cũng buồn, thì em lại em lấy ly hương của bé Ngọc, em mới dưới hình của bé Ngọc là cái cây em bỏ lại hết bông rồi em bỏ lại hết, em chỉ lấy ly hương dưới ngang dưới hình bé Ngọc thôi, em mới chạy lại chỗ đó, vậy là chỗ cũ, thì mới kêu cô ba là cô ba ơi nhà con á, thì ba con khó, con là cha của bé Ngọc thì không thể nào mà thờ được, thì cô ba đem hình thôi, ly hương gửi chỗ nào đi, mình chỉ đem hình về mình tượng trưng thôi, mình thờ bằng tâm, cô ba nói thôi, cô ba cũng gật đầu là ừ, thì cô ba mới đem về, thì nói chung em không phải là một người cha vô tâm, thì nói chung bà con cũng phải đồng cảm với em, tại vì cha em thì có, nói chung gia đình em cũng hơi khó đi, không thể nào mà đem bé Ngọc vào được. Nói chung là gia đình của anh Mộc đây là cũng là một cái câu chuyện nó lùm xùm, nó dài. Thôi thì cái chuyện gia đình ngay
tụi em đã nói từ lúc đầu rồi, cái chuyện gia đình của anh á là không quan tâm. Dạ, bây giờ dạ, quan tâm tới là cái vấn đề chính là tiền từ thiện đồ này kia, thì nãy giờ anh Mộc cũng đã nói dạ, rồi dạ, đó, nói rồi. Mong quý cô chú mình hiểu, đừng để những kẻ xấu lợi dụng vào cái việc này rồi xoay quanh cái chuyện mà từ thiện chuyển tiền đồ này kia, nó gọi là cắt gói ha. Thì chắc là cũng kết thúc video tại vì cũng khá là dài rồi đó. Mà cho anh Trung ơi, cho em xin nói thêm một câu nữa anh Trung. Dạ anh cứ nói. Đây nói chung là bà con ở đó giúp đỡ em là từ khi bé Ngọc bé chết thì tới 7 ngày 8 đêm thì em quay video cuối là không có còn xuất hiện cái đó, là quay video nữa, không kêu gọi Mạnh Thường Quân để giúp đỡ em nữa. Thì xin bà con ở đó hiểu cho em là em một người cha không phải là vô trách nhiệm. Nói chung em cũng bậy một phần nào đó, nhưng mà bà con phải thông cảm cho em. Tại vì em cũng nghe người này, nghe thầy này, thầy kia chỉ. Em làm, em nói chung là em làm hết đủ mọi thứ để kiếm xác bé thôi. Thì anh Tùng đây cũng có hỗ trợ em là kiếm cái bữa. Cuối cùng là em nghỉ quay video là bữa đó là anh Tùng, anh có chạy đi. Anh kêu là anh hư xe. Thì bà con của bác ở chỗ đó, chỗ mà bé Ngọc té đó, phải thông cảm cho em. Không gài là em không phải là em cầm tiền để mà đi ăn nhậu hay là trốn đi ăn nhậu. Hai bữa rồi, hai ngày nay là em không xuất hiện. Tại vì em hiện tại là em đang đi Bình Dương và em đi giấc tối. Em giấc sáng em có đi kiếm bé Ngọc đàng hoàng nhưng mà vô thành, đó là không thể nào mà tìm bé Ngọc được. Rồi em mấy giấc tối là em lên xe em đi coi thứ là thầy nói là thôi đừng kiếm nữa con ơi, kiếm cũng vô vọng mà, bé Ngọc nó mặc đồ xanh đồ đỏ rồi, đừng nên kiếm nữa. Thì em cũng đi về thôi. Em mới về giấc chiều nữa luôn nè, mới về giấc chiều luôn thôi ha. Dạ nói chung cảm ơn bà con rất nhiều nha em. Dạ thì cái câu chuyện này thì quần chúng cũng muốn kết thúc ở đây. Thì nếu mà có cần thông tin gì hoặc là bên phía cơ quan chức năng người ta có mời lên làm việc tiền, thì quần chúng với lại nông dân đây các anh cũng sẽ sẵn sàng để mà lên làm việc với lại cơ quan chức năng. Thì quần chúng cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình cũng hoan hỷ, hãy xem với một hướng tích cực và thông cảm bỏ qua cho anh Mộng. Cũng không biết nói gì hơn, quần chúng cũng thay mặt các anh chào quý cô chú anh chị mình. Rồi, nông dân miền Tây Vlog cũng chào cô chú anh chị nha.